kênh Chim Cu Cánh Hay xin gửi cho các bạn hình ảnh chú Dada này đã được nuôi thuần 3 năm nay rồi. Và con này là con Dada lửa, là con Dada trống, đã ghép vào mái thành công rồi. Nhưng mà vừa rồi là con mái nó cũng sơi sọc, tách lên đồng để chơi. Các bác nào mà thích chơi con Dada này thì liên hệ cho mình là 033 530 9982. Là em này thì rất là thuần, không trổ không chết gì, chỉ ăn lúa với ăn cám thôi. Ăn lúa ăn cám, các bạn có mồi tươi cho ăn càng tốt. Hôm nay mình đang quay clip này là ngày mùng 6 tháng 12. Kênh Chim Cu Cánh Hay của đồng chí Thao chia sẻ cái clip em Dada lửa trống khá là thuần. Hôm nay gáy rất là nhiều. Thank you.
Quý vị các bạn mua con Dada này liên hệ cho mình là 033 530 5982. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.